anh em mua bán lướt cọc cẩn thận kẻo bị bóc lịch. Tôi sẽ chia sẻ cho bạn một câu chuyện đau thương của việc mua bán lướt cọc như sau. Ông A đang có một lô đất bán cho bà B với mức giá là 20 tỷ. Bên B đặt cọc cho bên A với số tiền là 3 tỷ và hẹn là 2 tháng sau sẽ thanh toán tiếp. Bên B được quyền chuyển nhượng và mua bán đối với bên thứ ba. Hai bên đã thỏa thuận về điều này. Sau đó, bên B được môi giới bán lại miếng đất này với mức giá là 23 tỷ. Bên B thấy phù hợp và bán luôn cho bên C. Bên C tiếp nhận hợp đồng theo với cái phương thức thanh toán mà hợp đồng bên A và bên B đã thỏa thuận. Sẽ không có vấn đề gì nếu như bên C họ thực hiện đúng theo cam kết của hợp đồng. Tuy nhiên, trong quá trình đặt cọc, bên C đã tự ý phân lô bán nền đối với lô đất vừa đặt cọc và thu được 48 tỷ đồng bán cho rất là nhiều khách hàng và hứa hẹn ở một thời gian sẽ ra được sổ. Sau khi cầm được tiền thì bên C lại không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiếp tục của hợp đồng bên A và bên B đã ký kết, dẫn đến bên A đã thông báo chấm dứt hợp đồng đặt cọc. Sau một thời gian kéo dài, ba bên thương lượng và thỏa thuận với nhau không được bởi vì bên C vẫn không đóng tiền cho bên A. Số tiền 48 tỷ đó đã được bên C mang đi đầu tư vào nhiều dự án khác và không có khả năng thu hồi. Một thời gian sau, khách hàng tố cáo bên C là lừa đảo chiếm đoạt và bán bất động sản ảo. Công an đã mời cả ba bên để làm việc. Nếu như bạn không cẩn thận thì bạn sẽ dính vào rất là nhiều hệ lụy bởi vì lúc này công an đang xác định lên những yếu tố cấu thành đồng phạm trong việc lừa đảo của khách hàng. Mặc dù bên A và bên B không có đồng phạm với bên C, nhưng bạn biết rồi, trong quá trình kiện tụng, bên A cũng không bán được miếng đất đó cho một bên tiếp theo bởi vì đất đang nằm trong một đề án phá án về hình sự, dẫn đến là toàn bộ bị đóng băng lại. Và bên B cùng với bên A liên tục bị công an mời lên làm việc cho tất cả các sự vụ liên quan của bên C. Cuối cùng tôi chốt lại đó là khi chúng ta giao dịch mua bán, chúng ta hãy xem kỹ đối tượng mình bán là ai để cho việc giao dịch bán lướt một cách thành công nhanh gọn nhất.